Vâng, em Tùng lại gặp tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc bằng combo 30 và 40 từ neo. Hai dòng này là bản cao cấp. Đây là dòng bát 30 neo leo Huel côn 76. Còn đây là 40 neo côn 86. Có ba cái dòng check khác nhau, có hai cái dòng phân tần khác nhau và có hai dòng bát khác nhau. Những mẫu này là những mẫu linh kiện để anh em dựng thùng. Đấy, thì các bác cùng tham khảo combo này này. Đây là heo Huel, dòng này có 30 và 40 leo khối nhá. Gân của nó là ba gân và màng sơn dầu bóng. Đây là hàng chính hãng của công ty Huel, do được bọc dây điện này. Huel giá bây giờ đang rất là rẻ. Côn 76 của côn đánh keo sữa. Và các bác chốt phân tần, dựng loa các bác phải có phân tần. Các bác có thể đánh 2 tép 450 hoặc là 1 tép 850. Phân tần của nó là có mã là 005. Một bát, một chiếc, ba chở nhôm. Con này cái cốc của nó là cái cốc nhôm, cái nõi bên trong bằng kim loại và khe từ miền đồng côn dẹt. Và anh em lưu ý cái dòng này là bi của nó sẽ được mạ chrome này. Đấy, bi là mạ chrome này sẽ chống hoen. Đấy, đây phân tần bát tép đây. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em. Còn đây, cái bộ này thì sẽ có hai cái mẫu tép này để anh em chọn. Phân tần của nó bộ này thì phân tần của mã là 8015. LF là bát, HF là tép, in là đường vào. Hai chở nhôm, một mạch bảo vệ loa check. Đây là phân tần hàng công ty có mã là 8015. Đấy, còn nó tép của nó là tép neo. Hai dòng này thì con này là cốc nhôm nõi nhựa và khe từ miền đồng côn dẹt. Check neo này là check neo BNC côn 75. Đấy, nếu như anh em chơi bản cao hơn thì có thể chơi con này. Con này thì thương hiệu thì thực ra là mình có thể làm thương hiệu khác nhau, nhưng mà con này từ trước em bán thì nó là cái mã của nó là DE900S neo bi, thì vẫn cứ đọc tên như thế cho anh em dễ làm. Con này là cốc nhôm và lõi kim loại khe từ viền đồng. Đấy các bác nhìn nhá, cùng là một cái loại check côn 75, nhưng con này và con này trông con này nó sẽ to hơn hẳn con này luôn. Đấy, con này DE900S này. Và con này thì là bát 40 neo côn 86. Đít có lỗ tỏa khí tỏa nhiệt, xương cá chẻ đôi, gân hai gân. Bát 40 neo côn 86, dâu của nó được bọc dây điện. Và bi của nó sẽ được sơn đen, côn của nó là 86. Côn 86 toàn hàng VIP thôi. Dòng bát này em có cả 30 và 40 côn 86. Anh em quan tâm đến cái dòng 40 neo côn 86 thì cứ liên hệ trực tiếp cho em Tùng nhá. Em Tùng sẽ nhận đơn và gửi hàng cho tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc ạ.